Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình trưa nay Chủ nhật ngày 22 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khởi công dự án Groundbreaking Ceremony Huế Amusement and Beach Park, một dạng đầu tư lẫn 100% vốn nước ngoài. Một số ngân hàng vừa bất ngờ đẩy lãi suất kỳ hạn 6 tháng vượt 8% một năm. Lực lượng cảnh sát khu vực công an thành phố Huế áp dụng các giải pháp công nghệ vào công tác quản lý an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Vinh Thanh tổ chức lễ khởi công dự án Groundbreaking Ceremony Huế Amusement and Beach Park. Đây là dự án thuộc tập đoàn PSH 100% vốn nước ngoài của Tây Ban Nha. Tham dự lễ khởi công có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và nhà đầu tư. Dự án Huế Amusement and Beach Park được xây dựng tại thôn 6 xã Vinh Thanh và thôn 3 xã Vinh An, huyện Phú Vang. Dự án có quy mô hơn 50 hecta với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Sau một thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư, đến nay dự án đã bắt đầu triển khai thi công đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Dự án gồm tổ hợp dịch vụ du lịch gồm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí như công viên nước, vườn chim, khu thương mại, trưng bày và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và các dịch vụ đi kèm khác với quy mô đầu tư 1.000 phòng khách sạn, tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao, 42 biệt thự cao cấp và các tổ hợp dịch vụ khác. Dự kiến giai đoạn 1 của dự án sẽ thực hiện tổ hợp khách sạn với 120 phòng. Khi dự án này đi vào hoạt động, sẽ góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch và vui chơi giải trí, làm tăng tính hấp dẫn cho môi trường du lịch của tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, phát triển du lịch ven biển là một trong những chiến lược của tỉnh trong thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm đi vào hoạt động, trở thành điểm sáng trong việc xây dựng điểm du lịch xanh, thân thiện với môi trường trên địa bàn. Đoàn công tác của tỉnh Sê Công do Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sê Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phon Phẹt Khiu La Vong dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn. Mục đích chuyến thăm lần này của đoàn công tác tỉnh Sê Công là tiếp tục hoàn thành bộ sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Sê Công, trong đó có nhiều nội dung liên quan gắn liền với mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa hai tỉnh nói riêng và hai quốc gia nói chung, không chỉ là trên phương diện các tỉnh giáp giới mà còn hơn thế là tình anh em, đồng chí, đồng đội cùng nhau vượt qua bao gian lao thử thách suốt một thời gian dài. Ông Phon Phẹt Khiu La Vong cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ tích cực cho tỉnh Sê Công phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt chung tay chia sẻ với người dân tỉnh Sê Công bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn chúc đoàn công tác tỉnh Sê Công sớm hoàn thành công trình lịch sử Đảng bộ tỉnh. Đây là cuốn sách thứ hai không chỉ làm nổi bật những thành quả quan trọng của các tỉnh Sê Công mà còn khẳng định giá trị to lớn giữa hai tỉnh trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước. Đây cũng là điều kiện để các thế hệ thấy được giá trị lịch sử mà hai tỉnh đã nỗ lực cố gắng vun đắp trong suốt chặng đường qua. Tiếp tục chương trình với những thông tin khác, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9, thặng dư thương mại của Việt Nam đạt gần 190 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, hàng loạt mặt hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận kim ngạch giảm. Nửa đầu tháng 9, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm gần 25% so với nửa cuối tháng 8, xuống 10,45 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng loạt mặt hàng chủ lực giảm như điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, máy vi tính điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, giày dép, hàng thủy sản. Ở chiều nhập khẩu, hàng loạt mặt hàng cũng ghi nhận kim ngạch giảm như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, điện thoại các loại và linh kiện, than các loại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Ngành thủy sản đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2019 là 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,3%. Tuy nhiên, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là hết năm, Tổng cục Thủy sản nhận định mục tiêu này khó đạt được. Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2019 xuất hiện nhiều yếu tố khó lường tác động đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam như xung đột thương mại, giá cả tăng cao và nhất là sự cạnh tranh giữa các quốc gia cùng xuất khẩu thủy sản nên để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra là rất khó khăn. Trong khi đó, diễn biến thời tiết rất phức tạp, ảnh hưởng tới việc nuôi trồng thủy hải sản. Đặc biệt, việc tàu cá và ngư dân vẫn vi phạm quy định về đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU, trong khi các nước trong khu vực tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ và xử phạt. Đây là khó khăn lớn mà ngành thủy sản cần phải khắc phục ngay để việc gỡ thẻ vàng của EC sớm được thực hiện. Một số ngân hàng vừa bất ngờ đẩy lãi suất kỳ hạn 6 tháng vượt 8% một năm thay vì phải gửi kỳ hạn 12 tháng mới có mức lãi suất này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB,
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á áp dụng lãi suất gửi online 6 tháng chạm mốc 8% một năm. Một số ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi cao, như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt huy động kỳ 6 tháng online lãi suất 7,6% một năm, Eximbank 7,5% một năm, Vietbank 7,7% một năm, ACB, Sacombank, HDBank huy động kỳ hàng 6 tháng online quanh mức 7% một năm. Theo quyết định, hiện ngân hàng nhà nước chỉ áp dụng các mức lãi suất huy động kỳ hàng dưới 6 tháng, tối đa không quá 5,5% một năm. Riêng cả kỳ hàng từ 6 tháng trở lên, các ngân hàng thương mại tự thỏa thuận với khách hàng. Sau hơn 8 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Thừa Thiên Huế, chính sách đã mang lại những hiệu quả tích cực, huy động được nguồn lực đáng kể cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân gắn bó với rừng. Theo đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Thừa Thiên Huế đã thu được tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng 192 tỷ đồng. Trong đó đã chi trên 131,6 tỷ đồng cho 551 chủ rừng, gồm 9 chủ rừng là tổ chức nhà nước, 4 hạt kiểm lâm quản lý phần diện tích của Ủy ban Nhân dân các xã và 538 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình. Tổng diện tích rừng được chi trả hơn 152.000 hectare rừng trên 283.000 hectare rừng của tỉnh, chiếm gần 54%, góp phần giữ vững độ che phủ rừng của tỉnh 57%, đồng thời tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đem lại thu nhập đáng kể cho hàng ngàn lao động vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn. Việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Thừa Thiên Huế bước đầu đã góp phần đầu tư nguồn lực không nhỏ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ các hệ sinh thái gắn liền với quản lý tài nguyên rừng bền vững. Như vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần đáng kể vào kết quả bảo vệ và phát triển rừng chung của tỉnh. Các chủ rừng, người bảo vệ rừng thông qua chính sách này đã hiểu được giá trị dịch vụ môi trường rừng do mình tạo ra và thấy được trách nhiệm và quyền lợi của việc cung ứng dịch vụ. Thưa quý vị, những cánh rừng keo xanh bạt ngàn, những ngôi nhà sàn truyền thống vững chãi dần thay thế nhà tạm bợ. Trẻ em được học hành đến nơi đến chốn. Từ những ngày đầu còn làm khó khăn sau khi di dân nhận đất cho công trình tả trạch, 15 năm đến nơi ở mới, cuộc sống của bà con Vân Kiều ở bản Phúc Lộc đang từng ngày phát triển, góp sức để Phú Lộc đổi thay như hôm nay, không thể không nhắc đến vai trò của trưởng bản Hồ Văn Phai, ghi nhận của phóng viên thời sự. Vai trò của anh Phai mà đối với cái bản ở đây là rất quan trọng. Anh là làm cầu nối để anh truyền tải các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cho dân. Đặc biệt là anh Phai là anh sống một cách là rất mẫu mực. Từ chỗ đó mà anh đi tuyên truyền vận động là bà con là nhanh hiểu và bà con học hỏi theo cái tấm gương của anh. Đời sống bà con trước khi sau trước đây mới vào thì hiện tại giờ tương đối tốt. Trường bản có kêu có đi vận động từng nhà từng xóm để mà chấp hành chủ trương theo đảng đồng nhà nước. Đó chính là sự ghi nhận của chính quyền địa phương, sự tin yêu mến phục của bà con trong bản đối với những đóng góp quan trọng của trưởng bản Hồ Văn Phai. Năm 2003, 100% hộ gia đình đồng bào Vân Kiều của bản Phúc Lộc nghe theo sự vận động của ông đến nơi tái định cư. Nhiều khó khăn phải đối mặt ở vùng đất mới. Nhưng trăn trở lớn nhất của ông chính là trình độ nhận thức của đồng bào ngay đó vẫn còn thấp, tập tục canh tác lạc hậu. Để giúp dân bản thoát nghèo, ông xác định phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và để dân tin, nghe theo, làm theo, bản thân, gia đình mình phải gương mẫu đi đầu. Công tác tuyên truyền là một công tác vận động là một công tác rất là khó, đối với đồng bào dân tộc là rất là nhạy cảm. Người đôi khi mình đi vận động mà mình không tôn trọng họ, mình không lịch sự, là mình nói quá năng lời thì họ không bao giờ họ nghe mình đâu. Trong cuộc sống thì đối với bản thân và gia đình thì nói chung lại thì lúc nào cũng phải là gương mẫu hết, là phải đi đâu mình nói được, mình làm được là dân người ta nhìn thấy, có thể mình nói dễ dàng và có thể người ta làm theo cách mình nói và theo cách mình làm. Những rừng keo tươi tốt bạc ngàn hôm nay chính là thành quả ông vận động người dân thay đổi tập tục canh tác, không còn phỏ mặc kê trồng cho trời đất. Chị Tăng Rân Nghìn cũng như nhiều hộ dân trồng keo trong bản giờ đã biết ứng dụng khoa học kỹ thuật từ khâu chọn giống, trồng cho đến quy trình chăm sóc để cây sinh trưởng phát triển tốt. Với 2 hecta keo đã thu hoạch, cùng nguồn thu ổn định từ chăn nuôi, năm 2018 gia đình chị đã thoát khỏi hộ nghèo. Nhờ bác hướng dẫn cho để trồng cây với là nuôi heo nuôi gà chứ đó. Em gia đình chưa thoát hộ nghèo rồi. Bên cạnh việc giúp dân phát triển kinh tế,
không phải kể đến vai trò của ông trong việc vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là huy động sức dân cho các dự án xây dựng nông thôn mới, công trình phúc lợi, phục vụ đời sống dân sinh. Công trình điện chiếu sáng này vừa hoàn thành vào đầu tháng 9 cùng với kinh phí hỗ trợ của Ban Chỉ huy quân sự huyện, 10 hộ dân đóng góp từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Với nhiều gia đình, đây là số tiền không nhỏ. Còn để có được con đường bê tông thuận tiện cho việc đi lại, năm ngoái, gia đình chị Ta Khâm đã hiến gần 200 mẻ đất cùng hơn 100 cây keo sắp đến kỳ thu hoạch. Nhờ sự vận động của trưởng thôn đó, để có đường đi thuận tiện hơn, gia đình em phải chấp nhận để mà hiến đất hiến cây. 20 năm đảm nhận vai trò trưởng bản, với những gì đã làm được, năm 2018, ông được dân bản tín nhiệm bầu làm già làng dù tuổi đời còn trẻ. Không chỉ là cầu nối giữa đảng, nhà nước, già làng Hồ Văn Phai giờ đây còn là điểm tựa tinh thần vững chắc của bà con Vân Kiều ở bản Phúc Lộc. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với huyện đoàn Quảng Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình thanh niên sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an tại thôn Thanh Cần, Trọng Đức, xã Quảng Vinh. Công trình bao gồm hạng mục xây dựng trên toàn tuyến đường đi qua thôn Tây Hồ với 48 trụ bê tông, đai điện chiếu sáng và dây điện. Ngoài ra, 1,8 km tuyến đường sẽ được trồng cây xanh, trồng hoa, hàng rào cây xanh tạo vẻ mỹ quan. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn hội cũng đã đẩy mạnh công tác vận động các hộ dân trên tuyến không vứt rác bừa bãi, xử lý phân loại rác thải tại nguồn. Sau khi hoàn thành, công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt đi lại của người dân một cách thuận lợi vào ban đêm, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa phương. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 80 triệu đồng, trong đó tỉnh đoàn, huyện đoàn hỗ trợ 35 triệu, số tiền còn lại do nhân dân trong thôn và đoàn viên thanh niên xã Đoàn Quảng Vinh đóng góp. Công trình này khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ, cùng cả cấp, cả ngành hưởng ứng phong trào tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng phong trào ngày Chủ nhật xanh do Ủy ban dân tỉnh phát động. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát khu vực công an thành phố Huế đã áp dụng những giải pháp công nghệ vào trong công tác quản lý an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Từ những phản ánh của người dân trên các phần mềm tương tác, nhất là trên phần mềm Huế S qua Trung tâm giám sát đô thị thông minh của tỉnh, công an các phường trên địa bàn thành phố Huế đã kịp thời xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Ngày 12 tháng 5, từ phản ánh của một người dân trên phần mềm Huế S, Công an phường Hương Long thành phố Huế đã phát hiện xử lý Nguyễn Thị Én, người bán hàng tại khu vực chùa Thiên Mù, dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt gần 1 triệu đồng của du khách người nước ngoài. Tài sản được thu hồi và trao trả kịp thời cho du khách. Qua công tác sử dụng phần mềm đô thị thông minh Huế S, thì bản thân tôi cũng cảm thấy đây là một trong những cái mô hình rất là hiệu quả, giúp lợi cho lực lượng cảnh sát khu vực nhanh chóng kịp thời nắm bắt các nguồn tin của người dân và giải quyết những cái vướng mắc và những cái vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trong địa bàn mình quản lý trong vòng sớm nhất. Đây là một trong những phản ảnh của người dân qua mạng xã hội Zalo hay Facebook mà lực lượng cảnh sát khu vực công an thành phố Huế đã ghi nhận và xử lý. Từ năm 2017, những vấn đề phản ảnh về an ninh trật tự, thủ tục hành chính, người dân có thể phản ảnh trực tuyến bằng tin nhắn hoặc hình ảnh qua các ứng dụng này mà không cần phải trực tiếp đến trụ sở công an phường như trước đây. Mạng Zalo thì phải nói rằng là cái hiệu quả đem lại cũng giúp rất là lớn trong công tác quản lý địa bàn, trong công tác là chủ động nắm tình hình cũng như là kịp thời có thể cung cấp thông tin cả thông tin liên quan. Chính vì vậy, như vậy trong việc sử dụng hiện nay thì đang tiếp tục xây dựng mới cái Zalo phục vụ cho công tác là xây dựng đô thị văn minh. Đó là một số cái nội dung công việc trong thời gian vừa qua thì lực lượng công an phường đã triển khai. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên nền tảng đô thị thông minh mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát triển trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát khu vực công an thành phố Huế đã thường xuyên cập nhật thông tin phản ảnh hiện trường và từ các trang thông tin trực tuyến để nắm bắt thông tin nhanh chóng, hiệu quả. Trong thời gian tới, các phường trực thuộc thành phố Huế sẽ nghiên cứu ứng dụng các công nghệ để đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý địa bàn được tốt hơn. Phần của chương trình là những tin tức văn hóa thể thao. Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khai mạc liên hoan tiếng hát doanh nhân và doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất năm 2019. Khai mạc liên hoan có 40 tiết mục và vòng bán kết của gần 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia với đủ thể loại thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Các tiết mục tham gia dự thi được đầu tư nghiêm túc, được các doanh nhân, doanh nghiệp thể hiện rất ấn tượng. Tại vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 15 tiết mục tiêu biểu xuất sắc để vào vòng chung kết. Liên hoan là hoạt động văn hóa
tạo sân chơi giao lưu, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Vòng chung kết liên hoan sẽ diễn ra vào tháng 10 với các giải thưởng dành cho thể loại đơn ca, giải thưởng dành cho thể loại tốp ca, giải thưởng dành cho doanh nhân và giải phong trào cộng đồng. Liên hoan là hoạt động có ý nghĩa chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Giải đua ghe trần cấp Indotrek July 2019 vừa được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức trên sông Hương. Tham dự giải có hơn 20 đội đua nam nữ đến từ các huyện, thị xã, thành phố Huế trên địa bàn tỉnh. Các đội đua sẽ tranh tài với 10 đội đua, gồm một đội cụm nam với 3 vòng 6 trào, 8 đội tiên với 2 vòng 4 trào và một đội phản nam 3 vòng 6 trào. Các đội đua đã mang đến màn tranh tài đầy hấp dẫn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân thành phố Huế. Đây là hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện kỹ năng cũng như tăng cường tinh thần đoàn kết giữa đội ghe trên địa bàn tỉnh. Sáng nay tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khai mạc giải bóng đá bảy người các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tỉnh năm 2019. Giải bóng đá năm nay quy tụ hơn 150 vận động viên từ 10 đội bóng đến từ các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đội sẽ thi đấu theo hình thức vòng bảng. Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có điểm số cao để tiếp tục vòng thi đấu trực tiếp tranh giải nhất, nhì, ba. Ngay sau lễ khai mạc, với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các câu lạc bộ đã cống hiến những trận cầu rất hấp dẫn. Giải bóng đá đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể thao cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn thể hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên và công nhân lao động. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.